Ủy ban nhân dân tỉnh, ông Phạm Minh Tâm, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, ông Nguyễn Việt Trí, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, ông Nguyễn Khánh Hiệt, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Về phía tỉnh Đồng Tháp, xin được trân trọng kính mời ông Lê Quốc Phong, Bí thư tỉnh ủy, ông Phạm Văn Thắng, Phó Bí thư tỉnh ủy, ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, ông Lê Thành Công, Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp. Xin được mời ông Trương Hòa Châu, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, và xin được trân trọng kính mời chứng nhận ký kết về phía tỉnh An Giang anh Lê Hồng Quang, Bí thư tỉnh ủy tỉnh An Giang sẽ cùng mà tiến lên vị trí ký kết ạ. Và về phía Nova Group xin được trân trọng kính mời ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nova Group, ông Nguyễn Hiếu Liêm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nova Consumer và ông Bùi Xuân Huy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nova Land. Chúng ta sẽ tiến về vị trí là chứng kiến nghi thức ký kết. Xin được mời các ông bà vừa được nhắc tên vui lòng nhanh chóng tiến về sân khấu và chúng ta sẽ cùng chứng kiến trong nghi thức quan trọng này. Chúc mừng cho mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh An Giang, tỉnh Đồng Tháp.